mình rất là bất ngờ khi mà mình sang, mình đưa ra lời đề nghị hợp tác với Nasaki và với bên Organa thì mình bị từ chối. Đó thì chắc là sự tâm huyết của mình cũng như là mình dùng mọi cái nguồn lực để có thể thuyết phục phía Nasaki và bên Organa. Thì cuối cùng là đến năm nay, 2021 thì bắt đầu mới ký được hợp đồng để có thể phân phối được độc quyền cái sản phẩm này.